Kênh Chim Nhồng Việt Nam xin chào tất cả các anh em và toàn thể các bạn nha. Rất vui khi gặp lại các anh em và toàn thể các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì em lại quay đến các anh em và toàn thể các bạn đến những chú chim nhồng đang tập nói, cũng như là ngày hôm nay là em có một cặp khiếu da bò non cuối mùa thì cũng về được ít hôm rồi. Thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ quay đến các anh em những chú chim nhồng mà em đang dạy nói cho họ này. Đây là những chú chim mà em đang dạy cho các anh em đã đặt dạy nói nhá. Và chọn bên đây thì đang còn một số là đang còn lại những chú chim đang dạy nói ở đây. Và còn bên đây thì hết rồi, bên đây thì đó lồng trống hết rồi, chỉ còn được một ít em ở bên đây thôi nhá. Còn bên đây thì em đã dạy nói cho họ rồi nhá. Còn bên đây thôi, bên đây thì còn được ba hàng thì còn được gần 10 em nữa. Thì các anh em nào yêu mến đến những chú nhồng đang tập nói thì gọi điện thoại cho em qua số điện thoại là 0981 917 917, cũng như là số Zalo 0392 115 827, em sẽ để trên màn hình nhá. Đấy, đây là những chú chim đang dạy nói này đó. Còn những bên đây là những chú nhồng mà còn gần 10 em đây. Và trong video ngày hôm nay thì không để mất thời gian của các anh em và toàn thể các bạn, thì em cũng báo giá với các anh em luôn là những chú nhồng yểm đang dạy nói ở đây là em sẽ để với giá là 2,2 triệu một em nhé. Và không để mất thời gian thì em sẽ quay đến các anh em và toàn thể các bạn đến những chú thiếu non của ngày hôm nay. Đó, rồi. Đây là một cặp khiếu non, khiếu da bò non. Đó, đã đứng cầu và rất là cứng rồi nhá. Và em sẽ quay gần lại để các anh em và toàn thể các bạn cùng xem cho rõ hơn này. Đó. Đó, đây. Đó. Đây là da bò đỏ nhá anh em và toàn thể các bạn nhá. Đây là những chú khiếu da bò đỏ. Một ổ duy nhất là hai em. Đó. Một ổ duy nhất là có hai em nhá. Đó. Các anh em nào yêu mến đến thì cũng như là alo qua số điện thoại em để trên màn hình nhá. Đây là khiếu da bò non cuối mùa. Mà mùa đây là nó hết mùa rồi, còn cuối mùa còn duy nhất một ổ hai em. Đó. Và trong video ngày hôm nay thì các anh em nào là người mới cũng như là mới biết đến kênh Chim Nhồng Việt Nam thì rất mong các anh em và toàn thể các bạn hãy đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ kênh Chim Nhồng Việt Nam, cũng như là để nhận được các video mới nhất tiếp theo nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các anh em và toàn thể các bạn vào các video tiếp theo.